mở rộng quy mô, nới rộng diện tích, liên tục cải tiến quy trình chăn nuôi và luôn đa dạng hóa sản phẩm. Hiện nay chúng tôi đã có những cái sản phẩm ấu trùng 4 ngày tuổi để chuyển đi đến các trại một cách gọn nhẹ và các bạn an tâm khi nuôi. Về cách ủ giống, các bạn quan tâm thì theo dõi chúng tôi luôn, muốn kết nối đến các bạn trong nước cũng như nước ngoài. Chúng tôi có đối tác từ Indo sẽ hợp tác để sản xuất và xuất qua châu Phi. Số lượng trứng ban đầu là 40 kg một tuần, chúng tôi đã xem xét để tiến hành triển khai đề án với phương thức là hợp tác với nhau để cùng phát triển, nới rộng quy mô, mở rộng quy mô, nới rộng diện tích, liên tục cải tiến quy trình chăn nuôi và luôn đa dạng hóa sản phẩm. Hiện nay chúng tôi đã có những cái sản phẩm ấu trùng 4 ngày tuổi để chuyển đi đến các trại một cách gọn nhẹ và các bạn an tâm khi nuôi. Về cách ủ giống, các bạn quan tâm thì theo dõi chúng tôi luôn, muốn kết nối đến các bạn trong nước cũng như nước ngoài. Chúng tôi có đối tác từ Indo sẽ hợp tác